Thời điểm nào thì nên thụ phấn cho cây sầu riêng và cách thụ phấn như thế nào? Làm sầu riêng không khó nhưng cũng không dễ, đúng không mọi người? Mấy nay thấy nhiều nhà vườn đang sổ nhụy gặp mưa rồi bông khó đậu trái, không đậu trái được hoặc đậu được mà rụng tè le. Vậy thôi, còn chần chờ gì nữa? Mời bà con nhà vườn mình xem hết video này để biết cách thụ phấn cho sầu riêng như thế nào là đạt chất lượng nha. Bông bắt đầu nở hoa vào khung thời gian buổi chiều từ 5 giờ rưỡi cho đến 8 giờ rưỡi tối là kết thúc. Chính vì vậy, thời gian thụ phấn vào khoảng 6 giờ đến 6 giờ rưỡi tối là thích hợp nhất. Vì giai đoạn này, phấn hoa và nhụy hoa đã có. Như bà con đã biết, chúng ta sẽ có 3 kiểu thụ phấn: thụ phấn nhờ gió, thụ phấn nhờ côn trùng và thụ phấn nhân tạo. Tuy nhiên, đối với sầu riêng, thụ phấn nhân tạo là cách hiệu quả nhất. Bà con có thể tự làm để đạt hiệu quả cao và đều so với cách thụ phấn nhờ gió và côn trùng. Vậy, cách thụ phấn nhân tạo là như thế nào? Dụng cụ thụ phấn nhân tạo rất đơn giản. Bà con nhà vườn nên chuẩn bị đèn pin và chổi lông. Đầu tiên, bà con sẽ quét phấn lên chổi. Lưu ý, bà con quét phấn chỗ nào, nhớ giữ nguyên vị trí chỗ đó và quét qua quét lại, không được trở qua mặt khác để quét. Bà con cứ quét như vậy 3 lần là được nha. Trường hợp bông ở trên cao hoặc chiều cao của mình có giới hạn, bà con sẽ quét bằng đỉnh chổi như thế này. Làm như vậy vừa đỡ tốn sức mà lại mang hiệu quả cao nữa. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho bà con trong quá trình thụ phấn sầu riêng. Xin chào và hẹn gặp lại.